Ơi, đang làm gì vậy? Làm cá như vậy. Chào mấy bạn ơi. Hello mọi người nha. Hôm nay mình đi chỗ có đè cá lu non các bạn ơi. Nè. Đi gần nhà mình xịt cá nha, lu non vậy nè. Trời ơi trời, lấy gỗ quá xúc. Cá lu non này về mình làm gì con? Chiên dọn luôn nè. Kho tiêu nữa ha. Ừ. Quá trời luôn nè các bạn. Vô lắm, đụng đó vô kìa. Quay đó kìa. Thì cá cua non hồi xưa cá cua non là mình lấy gỗ mình xúc xúc không gì nè. Bây giờ nó cũng lấy gỗ xúc luôn. Về đẹp các bạn, đây có xài luôn nè. Giò nè. Này trắng cho này luôn. Mở xuống mở đi. Xuống mở đi con. Chỗ cục đó đó, cục ngay đó. Dữ lắm cái ngay chỗ cái giò mẹ. Thấy không nè. Ừ. Đây là cách mà cun mò cá gô non. Nó không hết bình. Thì cũng quéo. Kìa, nhồi con nắng chân kìa. Dục đây nè trời. Ê dạ dạ. Hốt không hả? Tôi thiệt có sợ ở đây nhiều mà. Không. Trời nhoi con nắng nha nè. Ừ. Dạ dạ. Dạ. Bỏ rộng ra ngoài luôn đi, quản chi cực ra. Bỏ ra miếng bao kìa. Nào đưa tay. Đó. Thọt tay xuống là dính rồi các bạn ơi. Quá nhiều rồi, cá quá nhiều. Cá này lấy gỗ xúc. Trong cống này nữa nè. Một trong trống rồi. Mắc gì đó không bỏ vô. Kè cá nhiều con chăng rồi.
Đặt là khùng. Chưa được 5 phút nữa. Còn nhiều lắm kìa. Này lấy gỗ xúc. Kìa nó gom lên kia kìa. Đây động á. Ừ. Túi lên kia hết à. Qua đây nữa nè. Trong cống này nè. Mò cá rô miền Tây nha. Cá rô non. Quá trời côn đây. Ngồi dài lần nắng côn. Nè, ngồi dài lần nắng rồi. Sau 7-7-4-9 lần Tôn Ngộ Không vô cái lò của bác quái thì nói chung bẻ được mấy trái xài với mấy trái me nha mấy bạn. Xài bẻ mới đập ra. Có đem ra bịch cái mì nha. Mà ba mới xài nha. Trở về tuổi thơ nè bạn. Rửa tay sạch ăn. Tại này ăn vỏ ngọt trời. Nó chua á. Nói chung là cây nhà lá vườn không. Mèo. Bả mè à. Đã tội xài ngon lắm. Ngọt giòn ha. Ừ. Tao chưa rửa rồi rửa rồi. Mè nha. Tôi xài ngon dữ trời. Muối muối cũng ngon. Ừ. Chả giòn chạy. Ngon đặc. Chả em chua luôn bay. Ha. Cái lốc nãy mấy mình mò mà cái lốc đồng nó còn nhỏ. Cá chê.
Thì trong đồng đâu có gì đâu, nướng nó sạch sẽ bạn. Nó hơi dơ xíu. Nướng mỏi không ạ? Ừ. Mình dục vô mình nướng rồi mình lột da ra mình bỏ ăn nó thơm lắm mà. Nó hơi đen dơ xíu rồi. Ngon quá. Cá mình lột ở trong nè. Cá lóc mình lột dính rồi. Dính mình dính nổi. Lọc cái gì này không? Ừ. Xà này ăn đỉnh quá bây. Ừ, xà này ngon rồi. Chạy không chua luôn á. Thật á. Ngon cực kỳ. Cá đục kiến. Mà đồng chỉ có nhiêu thôi. Ừ. Trứng đầu trứng. Có trứng không? Không. Vậy nó ăn cái con gì mà trong đó bự vậy? Cái mình nó vậy á. Cá lóc thơm quá con ơi. Thơm không? Thơm. Cá đục kiến còn dữ nữa nè. Chín không chạy? Chín rồi. Bạn cá càng bự thịt nó càng ấy á. Cái lóc này còn được không? Được. Cá lóc đồng mà ăn bình thường. Muối vô quốc đây. Bạn cá đâu kiến nha. Im quá nè. Cá lóc lọt thịt mình lọt ra nè bạn. Hơi bị chá xíu, chá nắng quá. Không thấy. Thôi hào cho mày luôn. Đá thịt. Ngon. Ngon. Thơm. Bùng bùng. Muối này hết ủng quá. Mày dắt ăn dao nè. Được bình thường. Thôi mày xói cây vô còn dính đây nè. Cá chơi không? Mày sợ. Cá chơi mày sợ. Này cao kiến vậy? Kiến. Quen tao mày đóng đi. Vậy nghe em cự đó không thấy à. Ừ, nói quá mà. Ừ. Ăn đại đi. Rửa tay cái ăn cái xài. Xài ngon cực kỳ. Hết kêu kìa. Mè. Xài ngon dữ vậy. Xài ngon dữ trời. Đó giờ lần đầu tiên ăn trái xài ngon. Không chua luôn đúng không? Xài thiên nhiên, xài tự nhiên. Xài nào tự nhiên? Nè nè, nó ở ngoài tự nhiên nè. Xài có nghĩa là người ta không có xịt thuốc đúng không? Không biết là người ta có trầm, ba không có xịt thuốc gì chứ. Tôi ngồi cái me này bạn bự không? Me dốt luôn nha bạn. Xài mà ăn như củ sắn vậy trời. Ừ.
xong rồi hai giống nằm. Video mình ở đây cũng kết thúc luôn nha mấy bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn video khác nha. Giờ anh em mình cũng ăn xong rồi cái kín chỗ ngủ các bạn ơi. Chắc có hai giọng đó rồi các bạn. Đã quá. Lần sau mình sẽ làm những cái clip thật là hay và ý nghĩa cho các bạn xem hơn nữa nha. Bye bye.